Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Lần đầu tiên thì Vượng Hạnh xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha. Tiếp tục ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới sức khỏe của cháu Đạt và hiện tại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thưa mọi người, sáng ngày hôm nay mình xin được cập nhật đến các quý vị và các bạn. Thứ nhất là những thông tin về sức khỏe của cháu Đạt. Thứ hai là cũng liên quan tới một chút, đó là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng tiếp tục đăng tải những thông tin lên trang cá nhân của mình. Thưa mọi người, thì đầu tiên là luật sư Nguyễn Anh Thơm đang có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và anh ấy cũng đăng tải cách đây được khoảng 10 giờ đồng hồ, thưa quý vị, tức là ngày hôm qua. Anh cũng đã tới bệnh viện và cũng đã có một số cái trao đổi với lại chị Lan, mẹ cháu Đạt, để xem cái sau này sẽ cái tình hình của cái việc của luật sư như thế nào, và về bên pháp lý cũng như tất cả mọi mặt liên quan tới pháp luật thì là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã làm việc, có một buổi làm việc với chị Lan. Và sau đây thì anh ấy cũng đăng tải một số cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình. Mình sẽ cập nhật đến toàn thể các quý vị. Mong con sẽ được bình an. Chiều nay ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Luật sư về thăm con và trao đổi những cái vấn đề liên quan với mẹ. Hiện con đang được điều trị tích cực bên tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và vòng tay thân thương vô bờ bến của mẹ. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Đã 45 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc, con vẫn đang điều trị bằng những phương pháp tốt nhất của bệnh viện, cùng với sự tận tâm của các y bác sĩ, với hy vọng con sẽ được bình an. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và mọi người luôn bên con và giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần, để con sẽ cố gắng nhiều con nhé, thương con vô cùng, cầu mong con sẽ được bình an. Đây là một cái dòng trạng thái mà luật sư đã viết và đăng tải lên trang cá nhân của mình. Cũng có rất nhiều người đã bình luận mọi người. Anh ơi, sao mẹ cháu Đạt không cho cháu lên tuyến trung ương hay có thể vào bệnh viện Chợ Rẫy cho điều trị tốt hơn, chứ nằm tuyến tỉnh sốt ruột quá anh ạ. Đấy. Hôm qua gia đình em có thăm con và chị vất vả quá. Mình chăm con ngày đêm không được ngủ, gầy rạc đi, không dám ngủ vì lo con bị tác dụng phụ của kháng sinh đang điều trị. Không biết tới bao giờ chị mới qua được giai đoạn này. Thương chị và con quá. Tức là cái chị này hôm qua cũng đã vào thăm đó mọi người. Hôm qua gia đình em có qua thăm con và chị đó, thì là cũng đã có rất nhiều đó, rất nhiều người cũng đang rất là chờ đợi những cái thông tin và những cái mong muốn cho con được nặng khỏi tai qua đó mọi người. Thật sự lúc này thì tất cả mọi người đang đều hướng về con đó mọi người, thì cũng rất mong là cho Đạt sẽ mau chóng vượt qua được cái giai đoạn này quý vị ạ. Ai cũng cảm thấy thương, ai cũng rất là xót ruột khi mà nghe tin đúng không quý vị. Cảm ơn luật sư rất nhiều, dù bận bịu bộn bề trăm công nghìn việc vẫn luôn sát sao đồng hành cùng với hai mẹ con. Chúc con thật mạnh mẽ và vượt qua cửa ải này. Chúc mẹ và con và gia đình sức nhiều sức khỏe, cùng con vượt qua khó khăn này nhé. Chúc luật sư Thơm nhiều sức khỏe và anh Minh giúp đỡ cho con và gia đình đòi lại được công lý. Thật sự nói quý vị là hôm qua thì là mấy ngày trước là cháu bị tác dụng phụ của thuốc, và cái bệnh đi ngoài của cháu cũng đã tạm thời ổn định, nhưng mà cháu vẫn sốt nha quý vị. Đặc biệt là sau khi mà dùng thay thuốc thì là cháu bị đi ngoài, và đi ngoài thì là bây giờ là nó kèm theo sốt rồi quý vị ạ. Và hiện tại cũng có rất nhiều người cũng biết những thông tin về cháu Đạt, và hiện tại thì sức khỏe của cháu như ngày hôm qua mình đã cập nhật, có sau khi mà bị đi ngoài nhiều, cháu bị sốt và sức khỏe có thuyên giảm một chút.
Nhưng hiện tại thì đến ngày hôm nay, theo như mình cập nhật được những thông tin mới nhất thì tạm thời cháu đã ổn định về, tức là sau khi mà cháu bị đi ngoài thì cháu mất nhiều nước mọi người. Mình cũng cập nhật được thông tin là như vậy. Mất nhiều nước sau đó thì cháu cũng quay ra sốt. Sốt rất là cao đó mọi người ạ. Thì đến hôm nay thì cũng đã tạm thời ổn định về cái vấn đề sốt và cái vấn đề đi ngoài của cháu. Nhưng vẫn tiếp tục có những thông tin cái não của cháu thật sự với quý vị là rất nặng. Đó, mình phải nói với quý vị là như vậy. Và tiếp tục vẫn cứ có đôi lúc vẫn có dỉ máu và nước vàng. Đó quý vị ạ. Nó có những cái dịch tiết ra. Thì đây là những cái chỗ mà nó bị tác động chấn thương mọi người nó nặng quá. Thế cho nên là các bác sĩ vẫn cố gắng điều trị tuy rằng con chưa tỉnh. Nhưng theo cái đánh giá của mình và mọi người nhận định thì là con sẽ tỉnh lại nhưng cái vấn đề nó sẽ là lâu hay là chóng thôi. Thế còn luật sư Thơm ngày hôm qua cũng đã tới tận bệnh viện và cũng đã có buổi làm việc với mẹ của Đạt. Thì khi mà trao đổi thì là thật sự là câu chuyện nó cũng rất là buồn mọi người. Mẹ cháu thì cũng chỉ có biết khóc thôi mọi người ạ. Cứ nói đến là khóc cũng rất là xót xa. Thì mọi người cũng phải biết là trong cái quá trình 45 ngày rồi mà hiện tại cháu chưa có một biểu hiện gì là tỉnh. Thật sự đây là cháu hôn mê quá sâu và quá lâu rồi. Còn cái việc các y bác sĩ vẫn ngày đêm tận tình chăm sóc từng giây từng phút một và cũng khẳng định là cũng sẽ cố gắng chạy chữa cho cháu để đến bao giờ cháu tỉnh lại thì thôi. Và tại sao mà lại không cháu đưa cháu đi tuyến trên thì mình cũng đã phân tích với mọi người rất nhiều. Cái thứ nhất là cái não của cháu nó đang rất nặng. Đấy, cái vận chuyển khi mà đưa cháu đi thì cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai mình nghe đâu là bệnh viện Việt Đức là người ta không tiếp nhận đâu. Đấy, cho nên là phải đành chấp nhận để cháu ở đó để bao giờ chữa chạy, bao giờ cho cháu đỡ. Đấy, có thể thuyên giảm được nhiều. Ví dụ như 100% cháu hôn mê thì chạy chữa cho cháu khoảng tầm đến 40-50% thì mang đi thì người ta mới nhận. Mình cũng đây là mình nghe qua là như vậy. Thế còn cái việc mà mẹ cháu nói rằng là vẫn có cái phác đồ điều trị nhưng mà nó giống nhau, nó vẫn như nhau. Thế cho nên là để cháu ở đây để tiếp tục chăm sóc và điều trị. Thế thì ngày hôm qua luật sư Thơm cũng đến trao đổi một số công việc về bên pháp lý ấy, thì anh ấy cũng cho biết rằng là cháu tình trạng sức khỏe của cháu cũng có thuyên giảm nhưng mà không có vấn đề gì nó không có, tức là không so với mọi hôm thì cũng không không bình thường thôi mọi người. Nó chỉ thuyên giảm một chút sau khi cái vấn đề mà cháu đi ngoài. Cháu đi ngoài thì cháu mất nước và gây ra sốt rất là cao. Đó mọi người ạ. Sốt rất là cao. Thế thì chúng ta phải nói là vẫn sốt cao thì cái cơ thể của cháu như thế là vẫn còn còn rất là tốt. Đó mọi người ạ. Sốt cao thì chứng tỏ là vẫn rất là ok đấy mọi người. Thế còn chỉ duy nhất là cái não của cháu nó không, cái não của cháu là nó không không nó nặng quá, nó chưa phục hồi nhanh được. Hiện tại dịch vẫn tiết ra, vẫn phù nề và đôi khi vẫn còn một chút máu bị tiết ra mọi người, bởi vì bị chấn thương nó mạnh quá, nhiều quá, nó vỡ các cái nhiều khi cũng bị ảnh hưởng tới các cái tĩnh mạch. Nhưng mà được sự xử lý của các bác sĩ suốt lúc nào cũng chăm lo và thuốc thang cho cháu rất là đều. Thế cho nên là tạm thời cũng đã ổn định về cái không sợ về vấn đề nó nữa. Còn nếu như mà cái này mà của cháu đạt mà không truyền thuốc cái nữa là nguy hiểm, có thể là cháu sẽ ảnh hưởng rất là nặng đến cái não của mình. Tới đây thì sẽ có những cái phác đồ điều trị tiếp theo thay đổi liên tục của các bác sĩ và cũng để xem cái tình hình của cháu như thế nào. Tức là sau cái đợt mà cháu thay đổi thuốc là cháu bị đi ngoài rất là nặng. Đó. Sức khỏe bị thuyên giảm nên được đến bây giờ thì cũng đã tạm thời mọi người tạm thời ổn định nhưng mà cháu vẫn sốt rất là cao và hiện tại thì nếu còn sốt là còn may quý vị, còn sốt là cũng rất là tốt rồi. Thế cho nên là hôm nay thì một số thông tin mình muốn cập nhật đến quý vị là luật sư Thơm đã đến đó cũng như là cái bệnh của cháu thì hiện tại là thực ra cái não vẫn rất là nặng. Thế còn cái vấn đề cơ thể của cháu thì hiện tại đã có phản ứng với thuốc
và đi ngoài thì sau đó là cháu sốt, thì là cơ thể của cháu như thế là cũng 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 vẫn còn rất là ok đấy mọi người. Thì cũng mong tất cả quý vị chúng ta vẫn tiếp tục lên tiếng để ủng hộ cho cháu Đạt, để cháu vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và mọi người cũng bình luận để ủng hộ cho luật sư Thơm nhá. Luật sư Thơm thì cũng đang rất cố gắng từng ngày để trao đổi cái công việc với mẹ cháu. Sau đó thì cũng muốn rằng liên quan tới cái việc pháp lý thì luật sư Thơm sẽ giải quyết thật sự là ok và êm thấm để giúp lấy lại công bằng cho cháu Đạt. Bởi vì cháu còn rất là trẻ và hiện tại mà cháu bị như vậy thì ai cũng xót xa thôi. Hôm qua có một chị ở tận Bến Tre điện cho mình là chị bây giờ là còn mất ăn mất ngủ cơ. Thật sự là người ta rất quan tâm đến cháu Đạt. Nhưng mà mình hơi bức xúc một chút. Hiện tại là mình nhắn tin chị Lan chị không nghe, không 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 đọc, không không xem, không nhắn nhủ gì. Ở mình cũng thật sự là mình cũng cảm thấy rất là bực mọi người. Mình muốn rất rất muốn hỏi thăm sức khỏe của cháu trực diện qua mẹ cháu để mà mình khai thác được những thông tin để mà gửi đến quý vị khán giả, để cho quý vị khán giả đỡ lo hơn. Nhưng chị không nghe, không không nhắn lại nữa và mình cũng không gọi điện nữa mọi người. Mình vẫn có cách để mà mình cập nhật thông tin thôi. Thế nhưng mà muốn gọi điện cho mẹ cháu, muốn gửi lời của quý vị khán giả trực tiếp đến mẹ cháu để tham khảo cũng như là có những cái đóng góp ý kiến với mẹ cháu từ quý vị khán giả thôi. Và đó là những cái thông tin mà buổi sáng ngày hôm nay thì Vượng Hạnh muốn cập nhật đến quý vị. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.